Trời đất ơi, có con cừu kìa. Cái mặt của con cừu siêu khủng khiếp luôn các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người lại tiếp tục quay trở lại với lại một video Minecraft đầy điên khùng nữa của mình ở trong ngày hôm nay. Và mình chính là KSD đây các bạn ơi. Thì các bạn ơi, ngày hôm nay đó nha, là mình đã đặt đó hả rất là nhiều đồ chơi luôn ở trên shop Bu các bạn. Đúng rồi đó, thì những bạn nào mà hay theo dõi mình đó nha sẽ biết shop Bu là cái gì. Đó chính là chỗ mình hay mua hàng đó các bạn. Nhưng mà hả, mình chờ từ tối hôm qua tới bây giờ luôn mà không thấy ông giao hàng tới cho mình các bạn ơi. Thiệt sự là buồn lắm luôn á. Tin. Ôi trời đất ơi, đúng là nhắc Tào Tháo tới ngay các bạn. Cái tiếng tin lúc nãy á, đó chính là ông giao hàng đó các bạn ơi. Yeah, vậy là bây giờ đó nha, mình sắp có đồ chơi rồi các bạn. Để mình xuống dưới nhà review cho các bạn coi hay là những món đồ mà mình đã đặt hàng ở trên shop Bu ngày hôm nay nha các bạn ơi. Tao xuống dưới nhà nè. Đây. Các bạn coi nè. Đây nè các bạn, nguyên cái rương đồ luôn các bạn ơi. Và trong cái hòm đồ, cái rương đồ này đó nha, sẽ có rất là nhiều đồ chơi các bạn để mình có thể review trong ngày hôm nay đó các bạn ơi. Thì ok, nhưng mà bây giờ đó nha, trước khi chúng ta bắt đầu review các bạn ơi, nếu như các bạn là người mới tới kênh của mình lần đầu tiên, đừng quên hãy cho mình một nút đăng ký cũng như là một lượt like và một lượt chia sẻ. Đừng quên hãy nhớ nhấn vào nút cái chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất về video của mình. Và hãy bỏ ra khoảng từ 5 cho tới 6 giờ quảng cáo để mình có tiền nâng cấp máy tính và sẽ làm được nhiều video hay hơn và đẹp hơn nữa cho tất cả mọi người cùng xem nha. Yes, so too. Ok, bây giờ mở cái room ra các bạn ơi, mở ra nào. Ủa? Ơi, đồ chơi của mình đâu rồi? Mình bỏ ra hả tầm mấy triệu các bạn ơi mua đồ chơi luôn á. Mà tại sao chỉ có một lá thư vậy? Hả? Vậy là sao ta? Ủa? Các bạn ơi, đồ chơi của mình đâu rồi các bạn? Ơi, đừng nói là shop Bu lại giao hàng lộn cho mình nha. Thiệt sự luôn á, trời đất ơi, làm ăn sống nhăn à, làm con ta đợi quá trời đợi luôn, đợi quá trời. Thôi được rồi các bạn, đợi mình xíu nha, để mình thử coi thử xem các bạn ơi, là cái lá thư này hả, nó ghi cái gì nha các bạn. Ừ, biết đâu hả, nó sẽ nhắc mình rằng là cái ngày tháng hẹn để mà lấy đồ chơi các bạn. Ừ, ok, để mình đọc các bạn. Hãy tạo một thế giới trong Minecraft mang tên Creepy Pasta. Liệu ngươi có dám? Hả? What? Cái gì vậy? Tự nhiên, hãy tạo một thế giới trong Minecraft mang tên Creepy Pasta. Là sao các bạn? Tự nhiên ngày hôm nay mình nhận được một lá thư kỳ lạ ghê luôn các bạn ơi. Làm sao vậy nhỉ? Thôi các bạn ơi, được rồi. Bây giờ các bạn ơi, để mình thử nghiệm nha. Bây giờ mình sẽ out ra và bắt đầu thử nghiệm tạo ra thế giới mang tên Creepy Pasta nha các bạn. Ok, let's go, bắt đầu thôi nào. Ok các bạn ơi, thì như hiện tại các bạn cũng đang thấy là mình vừa out khỏi cái thế giới ngôi làng của mình các bạn. Và bây giờ là mình đang ở trang chính của Minecraft. Chơi đơn nè. Đó, các bạn thấy không? Toàn bộ thế giới của mình chỉ duy nhất có một cái thế giới là Village. Đó chính là ngôi làng của mình đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tạo một thế giới có mang tên là Creepy Pasta nha các bạn ơi. Creepy Pasta. Và để cho ăn các bạn, mình chỉ muốn gọi là tham khảo thôi, đi vòng vòng các bạn ơi. Lỡ như có tình huống gì đó ghê quá thì còn biết bỏ chạy các bạn. Để chế độ sáng tạo đi. Rồi, tạo thế giới mới nào. Vô. Chờ đợi tới 100% các bạn. Hãy cùng chờ đợi với mình nào. Thì giờ không biết sẽ có chuyện gì nữa ha. Mình sợ thiệt sự luôn á. Hả? Ủa? Gì vậy? Oh my god các bạn ơi. Đây là cái... Trời đất ơi, các bạn coi nè. Khi mà chúng ta ấn vô tạo thế giới mang tên là Creepy Pasta các bạn coi nè. What the hell? Trời đất ơi các bạn, nhìn nè. Cái cỏ, cái cây, cái lá nhìn kiểu bị kinh dị lắm các bạn. Sao nó... Nhìn nó sao sao á. Ủa, cái gì vậy?
Ủa sao mấy con gì, đây là mấy con gì mà bay 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 không đầu luôn vậy ghê hả? Các bạn ơi, đây là những con ngựa các bạn, có mấy con ngựa nè. Giờ mấy con ngựa mà nó không có đầu luôn. What the? À không, lộn, nó không có thân luôn các bạn. Chân của nó không có luôn các bạn ơi. Đầu nó đó nha thì sẽ không có mắt mũi gì luôn các bạn. Còn mấy cây mấy cái lá nhìn ghê thiệt sự luôn á. Ủa chuyện gì vậy ta? Ôi xong rồi. Khi mà mình gõ vô nha, mình để tên thế giới là Creepy Pasta thì có vẻ như là thế giới của mình sẽ bị ám các bạn. Ma ám, quỷ ám gì rồi nè. Ôi, các bạn đã bao giờ gặp được trường hợp này chưa? Đây á hả là lần đầu tiên mình gặp được luôn đó các bạn. Con bò coi. Ôi trời đất ơi. Cái con bò mặt nhìn ác dở lắm các bạn coi nè. Ôi cái con bò mặt của nó nhìn không rõ là con bò luôn các bạn. Trời ơi, định làm gì vậy? Không ông nội. Trời ơi, như vậy. Hình như hồi nãy định lại dí mình quýnh mình hay sao các bạn ơi. Con bò nhìn ghê dở lắm các bạn nè. Con gà thử các bạn. Con gà thì nhìn không có mắt các bạn ơi. Hai mắt của nó đang thui lùi lùi à. Như kiểu là hố sâu vực thẳm các bạn. Không biết có ai ám nó nữa. Chuyện gì vậy trời? Hả? Các anh coi. Mắt của con gà nhìn ghê thiệt sự luôn á. Đừng có đùa thiệt sự các bạn. Mình đang chơi vậy thôi nha. Tuy hả là mình đang ở chỗ sáng tạo nha. Nhưng mà mình sợ cực kỳ sợ luôn á. Các bạn có thể thấy rằng là thế giới này á, tuy là nhìn đây cái gì đây, nhìn sao ghê quá vậy. Ôi, có cục bị cục không hay sao đó các bạn. Để mình xuống coi thử nha. Mấy con cá. Các bạn coi cục đá này, các bạn coi cục đá này nhìn ghê không. Cục đá bị gì á. Từ từ, để mình thử. Ôi, các bạn có thấy hả là cái hình Minecraft nhìn nó cũng kỳ không. Coi nè, rất là kỳ luôn các bạn. Chuyện gì vậy trời? Rồi, ui bạn coi mấy quả trứng này nhìn ghê thật sự luôn nha. Để lát nữa hả mình thử spawn mấy quả trứng các bạn để xem như thế nào nha. Dưới nước thì cũng y chang vậy luôn. Ủa cái gì vậy? Trời các bạn, mỗi lần mà mình nhảy xuống nước các bạn thấy không, mấy cái bong bóng các bạn nhìn rất là ghê. Rồi còn chưa kể là những cái hoa nè, nhìn cũng đáng sợ lắm luôn á. Để mình tìm thử xem con cá như thế nào nha. Con cá đây không ta? Đây là những con cá. Rồi xong luôn các bạn coi kìa. Con cá bây giờ mà không mà còn không rõ màu nữa. Cái màu của nó đó nha, là chỉ có duy nhất một cái màu gì đâu mà xanh đen gì thôi à. Con sứa thì sao? Con sứa thì màu của nó đậm hơn, bị sậm. Ủa các bạn coi. Ủa các bạn có ai để cái cặp mắt của con sứa không? Mắt của con sứa nhìn như kiểu là bị ai đó làm cái gì đó đó các bạn. Chứ kiểu là đang bị ai đó nhập vô, ma nhập, quỷ nhập hay sao đó, coi nè. Mắt của nó nhìn rất là đáng sợ. Thôi, không một giây nữa, ghê quá đi à. Nhìn con ngựa nè, ngựa không ra ngựa luôn. Bây giờ cái thân thì không ra, ngựa không ra ngựa, chậu không ra trâu. Con gì đây? Ôi trời đất ơi, con quái vật à, con quái thai, biến thái à. Thôi, bỏ. Ôi con heo các bạn, con heo nè. Ôi con heo nhìn cũng đáng sợ lắm luôn á, đừng có đùa. Con heo nhìn siêu khủng khiếp luôn. Mắt của nó như kiểu là bị ai đó đục vô mặt vậy các bạn. Chắc là như kiểu là mắt nó biến dạng luôn rồi. Tai nó không còn luôn. Nó đang nhìn mình nè. Trời ơi, nó hiểu mình các bạn. Nó gật đầu luôn kìa. Con heo ma ám bị gật đầu. Biết gật đầu luôn. Ok, để mình tiếp tục đi thêm, mình nhìn thêm đó. Cái thế giới này nhìn kinh khủng quá. Con ong. Có vẻ như là con ong vẫn bình thường các bạn ơi. May ghê đó nha. Vậy là những chú ong cũng khá là bình thường các bạn. Cũng là khá là may mắn rồi, không sao đó. Ok, để mình tiếp tục di chuyển nào. Rồi. Đáng sợ thiệt sự luôn á. Mình thiệt á là mình không biết phải nói sao gì luôn á các bạn. Coi mấy cây này mình nhìn mình. Con cù các bạn ơi, nhìn con cù thử coi. Con cù của nó là cái lông cù bây giờ giống như là một bộ não vậy. Trời đất ơi, con cù kìa. Cái mặt của con cù siêu khủng khiếp luôn các bạn. Mặt con cù bị gì rồi? Bị ám. Mặt con cù này là nó như cái đầu lâu các bạn ơi, như là người xương vậy á. Đây là chắc là quỷ ma ám gì rồi. Ơi may đó nha. Có vẻ như là hiện tại đó hả, mình đang ở chế độ sáng tạo các bạn. Cho nên là mình không có bị quýnh. Chứ mà bây giờ mình chuyển về chế độ hả, chế độ gì á,
mình chuyển về chế độ sinh tồn đó nha, là mình chắc bị đấm cho sụt tụt quần luôn các bạn ơi. Đấm cho chạy mà hả, quần tụt xuống dưới đất luôn á. Thôi thôi kệ đi, mình không dám gọi là chuyển về chế độ sinh tồn ở đâu để sáng tạo luôn rồi các bạn. Ôi, nó còn lắc nữa, ghê thiệt sự luôn. Thôi được rồi, bây giờ để mình thử spawn ra những con bình thường các bạn ơi, như là dân làng này nọ nè, để xem là có bị gì không nha. Bây giờ để mình spawn ra thử các bạn. Đầu tiên là mình sẽ nhìn mấy quả trứng đó, các bạn thấy rất là ghê các bạn ơi. Con dơi thử rồi, xin mình thử quỷ lửa nè, rồi con gà có rồi, mình xin ra con Reaper đi, con Reaper, rồi con người Ender, rồi con kẻ chiêu hồn nè, rồi con gas đi, rồi con quái vật khô tàn hả, ok lượm luôn đi, rồi mèo rừng nấu chốt phantom, con kẻ cướp là các bạn, mình xin ra kẻ cướp đi ha. Rồi quái thú cướp bóc là cái gì nữa vậy, sao có nhiều con lạ các bạn ơi. Đầu tiên sinh ra con dơi nhìn cũng khá là kinh khủng đó nha. Thằng con dơi nè, con dơi nó bị gì vậy ta, con dơi này nó bay lẹ các bạn ơi, nhìn không kịp. Thôi bỏ qua đi. Ok, quỷ lửa, oh my god, bạn nhìn con quỷ lửa đó các bạn. Khi mà chúng ta đó nha, tạo thế giới mang tên Free Pasta các bạn, nhìn những con quái vật trong đấy rất là ghê. Con quỷ lửa bây giờ là không rõ mặt luôn á, đừng có đùa, mặt có đất nhìn không ra cái ai luôn á, bị quái thai biến thái vậy á. Tiếp theo Reaper đi. Ôi trời đất ơi, Reaper gì đây, mặt của nó nhìn như kiểu nha là muốn ăn tươi nuốt sống cả thế giới luôn á, chứ phải một mình nữa các bạn. Bây giờ nó mà nổ nha các bạn ơi là nổ banh cái server, banh thế giới luôn á, chừng có đùa. Người Ender, ồ trời đất ơi, người Ender đeo kiếm. Đeo kiến 3D là gì các bạn ơi? Người Ender đeo kiến nè, đeo kiến 3D. Ủa, nhìn cũng đáng sợ lắm luôn á, đừng có đùa. Người Ender đeo kiến đó các bạn. Rồi, kẻ chiêu hồn coi. Đây là cái kẻ... Ôi... Các bạn nhìn cái kẻ chiêu hồn mà các bạn. Thấy mặt của hắn ta không? Bình thường hắn ta đã là kẻ ác rồi nha. Bây giờ, cái mặt của hắn ta không còn rõ hai con mắt luôn các bạn. Đúng là thế giới Creepypasta quá kinh khủng, quá kinh dị. Rồi, Gas. Con Gas thì sao đây? Con Gas thì nhìn vẫn buồn buồn các bạn ơi. Nhìn nó vẫn buồn. Mà con Gas các bạn như là nhìn đỡ nhất đó các bạn. Nhìn rất là đỡ. Quái vật khô tàn coi. Quái vật khô tàn là con Zombie đó các bạn. Con Zombie này bây giờ nhìn mặt nó ghê thiệt sự luôn các bạn coi nè. Mặt của nó nha là bây giờ không rõ cái miệng luôn. Không rõ bất cứ một cái gì hết á. Ôi trời, sao mình nhìn con cù này mình thấy sợ quá luôn á. Thiệt sự con cù này mình thấy ghê quá các bạn ơi. Kẻ cướp rồi. Kẻ cướp cũng y như kẻ chiêu hồn luôn các bạn. Mặt của hắn ta bây giờ là không còn một cái thứ gì gọi là có thể nói rằng là còn sự sống nữa các bạn. Nhìn siêu đáng sợ. Rồi quá thú cướp bóc coi. Là con Ravenger đó. Con Ravenger bây giờ là như kiểu không có linh hồn các bạn ơi. Ơi đúng rồi, mình hiểu rồi các bạn. Nếu các bạn để ý nãy giờ đó nha, là toàn bộ những con quái vật, những con mob ở trong Minecraft á, sau khi hả ở trong thế giới Creepypasta các bạn. Trời đất ơi, nhìn mặt trời kìa. Mặt trời bây giờ mà còn bị hư hỏng rồi các bạn ơi. Có vẻ như hả đây là một thế giới không hề có linh hồn nào luôn. Đáng sợ thiệt sự. Bây giờ định thử cuối cùng nha, mình sẽ spawn ra thử dân làng. Dân làng đâu rồi? Mình muốn coi xem đó nha, là dân làng còn có bình thường như cũ không các bạn ơi, hay là bây giờ dân làng bị gì luôn rồi. Dân làng đâu các bạn ơi, để mình spawn ra dân làng nha. Ơi trời đất ơi, các bạn ơi, có vẻ như các bạn là dân làng vẫn còn bình thường đó các bạn. Dân làng vẫn còn bình thường, nhưng mà ôi dân làng bị ám, nhưng mà mới chỉ bị ám một nửa các bạn ơi, không có bị ám nhiều. Nghĩa là cái đầu dân làng vẫn còn sự sống các bạn. Chúng ta sẽ phải tìm cách để mà giải cứu dân làng các bạn ơi. Chứ nếu không đó nha, là thế giới Creepypasta này sẽ lấn chiếm và xâm chiếm toàn bộ server Minecraft các bạn ơi. Và nó sẽ ám toàn bộ Minecraft trên thế giới luôn á. Rất là ghê các bạn. Thời gian đáng sợ thiệt sự luôn. Thôi con cù bây giờ ghê quá các bạn ơi. Thôi. Nói chung là hả, mình sẽ không dám ở trong thế giới Minecraft Creepypasta này thêm một phút, một giây nào nữa. Mình bỏ chạy đi các bạn ơi. Mình sẽ out đây các bạn. Thì ok các bạn ơi, các bạn thấy đó nha, nếu như mà thế giới Creepypasta này đáng sợ á, hãy bình luận ở phía dưới và bây giờ phải tạm thời dừng lại clip này ở đây các bạn.
Thì nếu như bạn thích clip này, hãy cho mình một lượt like. Và các bạn ơi, nếu như các bạn chưa hề đăng ký kênh giúp mình luôn nha, hãy cho mình luôn cả một đăng ký. Mình thật sự cảm ơn rất là nhiều luôn. Và bây giờ hẹn gặp lại. Bye bye bye. Yeah, yes sir chu. Mình chạy đây. Thế giới Minecraft đứa star đáng sợ quá. Nhìn mặt trăng kìa. Trời đất ơi, không còn là mặt trăng nữa luôn á. Falling, can you keep me coming for you?